xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tín .vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 19m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh như là phòng thờ, phòng giặt và thân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phường Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà nằm cuối đường Thống Nhất cũng như là sát với lại cầu Bến Phân. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu thẳng căn nhà được anh chị nhà thiết kế tặng kèm mà full nội thất rất là đẹp và nằm trong con hẻm một sẹt, thuận tiện khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán. Với con đường hẻm một sẹt chỉ cách đường trục chính phía ngoài tầm cỡ khoảng độ 25m thôi. Với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì được làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền được anh chị chồng mình dùng mảng cây xanh trang trí rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn bên trong với hai lớp cửa anh chị thiết kế để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và bên trong sẽ là khu vực gara để xe hơi ở phía bên ngoài với sàn nhà đóng gạch đá bóng kính 80-20 tường được anh chị ốp gạch đá cao lên khoảng độ 1,5 m và phía trên cũng được anh chị ốp nhựa hoa văn đá cũng như là hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và bên trên mình có hệ thống đèn chùm đèn chiếu sáng cho căn nhà và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có diện tích khủng, ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 19m và nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại quốc lộ 1A cũng như là sát với lại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và di chuyển vào bên trong một chút sẽ là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Với không gian phòng bếp căn nhà mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được anh chị sẵn sàng tặng kèm. Mình có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường và mặt đá hoa cương. Bên trong thì được anh chị tặng full nội thất, mình sẽ có bếp điện từ, lavabo để chấn bát, kệ để chấn bát và máy đong đếm gạo cũng là máy hút khử mùi. Và đặc biệt phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng độ hơn 2m để lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà rất là thoáng và rất là mát. Bên trên cũng được anh chị lập mái che chắn rất là kỹ càng và mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt, khu vực không gian phòng khách cũng như là khu vực không gian phòng bếp và gara để xe của căn nhà. Với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế với cầu thang nằm nép sang một bên cho nên là khu vực ở dưới tầng trệt rất là thoáng. Và nếu gia đình có nhu cầu để xe hơi bên dưới thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng. Còn nếu gia đình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt vì là phòng khách. Và di chuyển lên khu vực phòng khách căn nhà mình sẽ có một cái sảnh khá là rộng ở phía bên ngoài. Được anh chị thiết kế cầu thang nép sang một bên cho nên là sẽ có một sảnh rất là rộng. Và bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách, mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa để anh chị sắm sẵn tặng kèm, kệ để tivi và mình có một cái tivi 65 inch tặng kèm. Phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng ban công ở lên đến hơn 1m để ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà lại một lần nữa để di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà chỉ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh cũng như là phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phường Tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín hàng đi xem một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong. Với bề ngang căn nhà mình lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 19m và đối chị đúc kiên cố một trệt, một lửng và tới 3 tầng lầu. Thì sẽ có 4 phòng ngủ chính, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau.
hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây Bắc, phòng trang thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Mỗi lầu thì mình sẽ có một ban công để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Và đấy, anh chị mở cửa sổ ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Tại vì căn nhà mình thì được anh chị thiết kế với cầu thang nằm nép sang vào bên, thì mình sẽ có hai cái nhà vệ sinh nằm đối diện với nhau. Và hai lầu thì được anh chị thiết kế giống nhau. Và mình sẽ có tới 3 phòng ngủ được anh chị full nội thất. Còn là một phòng thì phía trước anh chị để trống. Đây là không gian phòng ngủ phía sau lầu 2 của căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng. Còn thương lượng mà quý nhà nó muốn tìm cho mình một căn nhà có bề dài thì quý nhà nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với là quận Gò Vấp. Với căn nhà mình di chuyển qua quận Gò Vấp tầm cửa khoảng 3 đến 4 phút đi xe gắn máy thôi. Một căn nhà nằm ngay trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại quốc lộ 1A, cũng như là sát với lại chợ Minh Phát. Và một căn nhà đã được các chị full nội thất tặng kèm với bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 19m. Và nằm trong hẻm một xẹt chỉ cách trục đường chính tầm khoảng độ 20 đến 25m thôi. Quý khách hàng có thể sở hữu một căn nhà chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng. Và đây là khu vực không gian sân thượng phía trước căn nhà rất là rộng. Bên chị thiết kế bên trên mình có những cái mái được làm bằng sắt để gia đình có nhu cầu vui chơi hóng mát và trồng cây phía trên này thì rất là thuận tiện. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng thờ, và phía sau sẽ là khu vực không gian sân thượng. Với sân thượng phía sau cũng được chị hàn mái để gia đình mình có nhu cầu trồng cây thì rất là thuận tiện, và có làm ở cầu thang để mình đi lên trên mái. Và chỉ với giá 6 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có hướng chính là hướng hướng Tây Bắc, phố sản thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và là căn nhà được chị thiết kế tặng kèm full nội thất với diện tích khủng ngang 4m và chiều dài lên đến 19m. Và là căn nhà nằm sát với lại chung cư ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, với quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn lại quý chàng những video tiếp theo.